Lý Ông với anh Ba Cát Linh tự ôi giời ơi sấp đôi luôn. Vâng, một hàng tổng hợp đến từ Tiền Hạo, ba cái bồn một ngày tít trong đạt chết được 1-1 thì cũng được 2-3 dễ quá rồi. Ai thì quá dễ rồi. Vâng, quay thì quá dễ rồi, chẳng phải nói gì nữa. 2-2 thì gần như không kịp cửa thua là quá thấp rồi. Cứ nhìn là mồm, Magic Mimoto tay vượt chỗ rất là nhiều mà. Ô, 2-5 với cả quân bài sofa thì chắc có lẽ anh chỉ có tôi, Du Mông mới có thể làm được thôi. Thực sự ngày tiếp chưa đủ đẳng cấp đấy. Ui, bắn kém bóng á, một pha hơi non đấy cho ngày tiếp. Ôi, ai ông tin chết ạ. Ngày tiếp có ulti mà, ngày tiếp ơi, ulti. Không ulti. Vâng, cặp quan không có thời gian đâu. Ui, đừng giữ ulti. Gần có địch, nhà ta đó là một mạng Thiên Hạo và đó là hai mồm Thiên Hạo. Vâng, cứ nhìn là mồm rồi, chúng ta thấy rất là to. Bắt bóng này, ulti này, cực kỳ thế giới rồi. Ui, sợ. Bây giờ thực sự là khó một vết ba. Có một, bắt bóng tiếp, đẩy bóng sai. Còn mù, ui, bị bắn lỗi, may chưa kìa. Đây rồi, đây rồi, ui, nhìn chưa. Nào, chúng ta sẽ đến với hai bạn Immortal nào. Hai anh em rank Immortal có tự tin bắn cho mình 8 bạn rank sắt đồng không? Hai bạn Immortal có tự tin không? 8 bạn sắt đồng, các bạn có tự tin không? Được. Được nhá, ok này. 8 bạn sắt đồng, anh sẽ tìm cho anh em 8 bạn rank sắt đi và rank đồng. Và bây giờ hai bạn thích map nào? Các bạn thích bắn map nào? Map nào cũng được anh ơi. Map nào cũng được anh ơi, chọn đi. Ok nha, map nào cũng được đúng không? Được, cho các bạn map bài thì cho dễ bắn. Tôi cần 8 bạn sắt ạ. Anh em thích bắn ở bên công hay bên thủ trước? Lựa chọn nha, bên attack hay defense trước nha. Có thể cứ để bọn em attack trước cũng được. Các anh em rank sắt nhá, tí nữa là anh em ở bên attack thì chuyển sang bên phía defense nhá. Ok này, vào game này. Trận đấu này nó mới căng thẳng ý nghĩa này. Chính xác. 2v8 các bạn ơi, đây là một cuộc đối đầu 2v8. Chúng ta cùng xem nào, hai Immortal làm gì, hai Immortal ông nào anh nhỉ? Hay mô tổ là ông Thiên Hào và Ngài Tít. Vâng, Thiên Hào, Hạo Thiên Khuyển và Ngài Tít. Chúng ta thấy. Và như vậy Hạo Thiên Khuyển bắn cho mình con Phoenix. Còn đối với Ngài Tít chơi gì đây? Phải pick Reyna chứ, mấy anh em kiểu pick Reyna chứ. Anh em đang nghĩ là mình cùng một team mà nhưng không đâu. Có 3 gián điệp đấy anh em ơi, tỉnh táo lên. Như bên kia có vẻ như thiệt thòi cho hai bạn kia, khi hai bạn kia không pick được tiếng mình thích ấy. Rồi như vậy Sova kết hợp với cả Reyna map bài, một con bài Sova phải nói rằng là tôi nghĩ rằng là Ngài Tít cũng hơi khó để có thể đạt đến trình độ như tôi để có thể tỏa sáng con bài Sova tại map thứ bài này. Vì đây là một map mà có rất nhiều để trốn, pick 5 con khác nhau luôn em ạ. Nó liên quan với ai cả? Pick không liên quan đến nhau luôn mà. Nào để xem nào, hai bạn Immortal này có ngờ không? Map này 2v8 cơ, nghĩa 2v8 là cái vấn đề. Nó là căng. Tại vì hai Immortal mà bắn 5 bạn rank sắt đồng đi, sắt đồng với cho là real đi thì thường là anh nghĩ là ăn được. Nhưng mà em nghĩ là nhiều cái ấy chỉ ở đấy. Sao lại đấy. Bây giờ nhá, mình bây giờ là 5 người thì nếu mà các ví dụ nhá, 5v5 không ăn được Immortal đúng không? Bây giờ mình cho 8 bạn vào hấp diêm hai cái bạn Immortal này nó mới hợp lý này. Quậy đúng không? Nó sẽ là quậy đấy. Đồng hung hãn lắm, bắn đồng hung hãn lắm. Giờ đây chúng ta sẽ đến với lại với cả map thi đấu bài, sẽ đến với cả Piston Round luôn. Đây rồi. Đầu, 2v8. Đây để anh bật cheat, anh tặng cho mấy bạn này tiền đã, để cho mấy bạn này tiền đã. Đâu phải xem 10 Piston, 000. Xem Piston các bạn bắn như thế nào. Từ rip rồi. Với quyết định của Ngài Tít là sẽ lên cho mình full đồ. Còn đối với cả vị trí Reyna sẽ là khẩu Serif. Tôi đánh giá khẩu Serif ở round pistol round đầu này nó không ngon lắm bằng khẩu God, bởi vì khẩu God bắn nó hồi đạn nhanh hơn. Đúng rồi. Hồi tâm nhanh hơn. Serif này là khẩu bạn God. Muốn một phát ăn lũ. Ui ôi, khắp nơi có địch em ơi. Tay phải rất to. Thôi, smoke sấy miệng chứ chả nó hết rồi này. Đấy. Về rồi này, miệng cổng luôn à. Nào dọa flash. Bắt đầu dọa. Ôi giời, rụng một đông rồi. Vâng, này thì Immortal với chúng tôi à. Rồi, cơ hội để hiếp dâm. Cơ hội để hấp diêm. Không phải hiếp dâm, là hấp diêm. Để anh tặng các bạn đi tiền, anh tặng các bạn đi tiền. Ôi giời ơi, nó khổ. Thực sự 2v8 mà địch đẩy khắp mọi nơi mà đeo biết địch ở đâu luôn. Vâng, bình thường nha, 5 người nha, còn mình đã khó đoán rồi. Đây lại 8 ông. Bây giờ cứ năm ông một sai, có bao ông lại đi đẩy. Thôi, nó lại ỉa đùn luôn. Bây giờ mấy ông này phải chủ động đẩy ấy, hiểu thế? Đúng, bởi bây giờ góc đớn ông có địch. Thằng này các bạn luôn, góc đớn ông có địch, phải đi đẩy. Lấy thông tin, nhất là Reyna phải xin drone. Drone này bố mày đẩy, đúng rồi. Chó cắn không trúng, nhưng mà cung lại phép trúng, biết ở khu vực Boma rồi, bắt đầu đẩy đến từ đẹp trai bắn dở.
Ở Pam điên tung tung mà hiện tại cũng không hề có dính cái quả flat này. Ở đây hiện tại cũng chưa mất đẹp trai bắn dở luôn cơ. Cực kỳ đánh đá, một màn trả lời đánh thép luôn đến từ vị trí hiện tại. Tình huống đưa về là 2 vết 7. Bên kia là CR7 và bên này là hai anh em. CR7 mà không sắp đi cùng nhau mà bên kia toàn kiểu là Killjoy với cả là vị trí của Brimstone trong cả set thì đẩy kiểu gì vào được trong sai đây. Nó sẽ là một bể đồ, trúng rồi, có lắm. Không loot còn gì nữa. Sẽ có cho mình cái double kill thôi. Tầm này thì đã hết máu, phải cái shot phê của nó mà cho ulti thì Thiên Hạo. Thiên Hạo có ulti thì Thiên Hạo cần một máy để có ulti. Ulti ra nhéo được, địch được ngay sau đít rồi. Trời đất ơi. Đây là chiến thuật rùi bầu đây nha bạn, chiến thuật rùi bầu đấy. Cái này là không, không được đặt bom sớm đâu. Các bạn không được đặt bom sớm, nghĩa là phải đi bắt người đã. Nếu mà bắn đông này chính xác, bây giờ phải có chiến thuật, phải có phải bàn bàn. Phải bàn phải có bàn với nhau. Ừ. Chứ như thế này thì kiểu nó hơi lạc lối. Nó cứ hơi lạc lối ở map bài các bạn ạ. Ừ. Nếu như anh em nào đã xem bộ phim Lạc Lối của Bắc Kinh rồi những cái bộ phim kinh điển của Trung Quốc thì đây là bộ phim Lạc Lối ở bài đến từ Sova, diễn viên phụ. Còn Reyna là diễn viên chính. Ui, anh chống mặt quá, anh chống mặt quá. Ui. Trong những kiểu đi trên cầu trượt đấy nhở. Cùng đèo phép được gì luôn. Vâng, chết con đá luôn à, đến từ ngày đi. Cái lúc anh cung bay xưa là cái lúc anh ấy chết. Trời đất ơi, bị báo đây nào rồi. Ui, có ulti luôn. Tiếc gì ulti nhở. Đúng rồi, bên kia có 8 người cơ mà. Lúc nào chẳng có ulti nhưng mà giết được nhiều mạng. Ui, chớ tưởng chết địch nhưng mà cung địch đeo chết. Trời đất ạ. Thiên nào, một tình huống mà có vẻ như đã hơi sai về cái mặt của tình toàn sát thương. Cái bật cả gót lên ạ, à, kinh thật. Ông nào bật gót anh? Ông chú Roi ạ. Bây giờ bật gót lên rồi á? Mà vừa bật cả gót lên ạ, à, sợ phát. Đã, để anh up lại, anh lại cái round đấy nào. Đang bật, người ta đang bật ulti rồi dưng. Bật gót lên ạ. À. Đéo hiểu kiểu gì đi. Cây chơi thật. Game, à mày chơi game dùm hack à. Đấy như Eric chơi fair play nhá. Nha, đã 8 người rồi, lại còn có quả bật gót đây nữa thì bên kia thở ra được hả các bạn. Trời ơi, đóng phải đóng tầm chục cái bỉm vào mất. Cũng như là phải tầm 5 viên Marabon, ui. Đấy. Đó vẫn là mạng cho vị trí của Thiên Hạo thôi. Ngài tít. Ui sời, cuối cùng đã có cho mình được một mạng rồi. Bật ulti đến từ Thiên Hạo. Đối phương nhảy cổng rất đông. Ui bắn kìa. Rất là tín luôn thầy. Bắt bóng. Biết ở đâu rồi. Vẫn đang tap. Vẫn đang nhấp nhà. Nhà cái nhấp. Ủa. Nhấp cái nhà đây rồi. Nhà là phải nhấp. Nhấp vào nào. Một nhấp. Ui lại lạ. Ui. Vẫn phải được ai biết ha. Cửa thắng còn nguyên đây rồi, ba biết ai. Sao đời lại sao về nhầm la với 5 Immortal năng phải cho 2 bạc bắn 8 Immortal anh hạ thấy Immortal hơi ngục rồi. Nhưng phải công nhận là mấy anh em Immortal này êm sợ thật. Êm tốt thực sự luôn, êm rất bình tĩnh các bạn nhìn nhìn cái nhịp êm nhá. Đấy, đặt tâm mọi thứ này, cực kỳ chuẩn chỉ. Phá, giặt ra. Vâng, sẽ là một cái cung đuổi bầu. Ấy à. Ô, cung chuẩn, ô cung xịn đây này. Chị đâu kết được ai cả. Oh my god. Cuối cùng đáng để học hỏi. Đây rồi, lộ cái chồng đầu rồi. Bắt buộc phải phá đồ. Và ngày tít thì đã có mình được một mạng. Đang đi với nhau. Bây giờ tầm này bắt người đi móc là hợp lý này. Bắt người đi móc. Và Zed thì đang ngây thơ. Zed vẫn đang ngây thơ. Zed bảo trước mặt mình không có ai đâu nhỉ. Có thể là không có ai đâu nhỉ. Không có ai đâu. Mà là chỉ có địch thôi. Đó là đây nè. Mà là một tình huống muốn về bê. Tuần này VB thì được nha. Bây giờ là cả liền. Thế trận đang là 6v2. Nhưng mà đông vâng, quá. Mù vẫn cẩn thận. Giờ này nghĩ đông. Hết mù rồi. Thì phải đưa mình cho bắn nhau. Vâng, tầm này thì không đoán được rằng trong B không có ai cả. Và đặt quả spy xuống. Ừ. Nhưng mà đây rồi. Có mình một mạng. Ủa phải nói Reyna bắn cực kỳ tự tin Reyna. Nấp nhà bắn Simulator nó rụt ngay. Không hề có trên tình huống cường. Không hề tham đặt quả spy xuống đến từ vị trí của Sova. Bởi vì bây giờ một người đặt spy rồi thì sẽ là một tình huống khó. Tình huống về 1v2 có thể làm được nha, hoàn toàn thể làm được. Biết là một người CT rồi, đẩy ngược ra bắt người này nhưng không được. Từ từ đã nào, nhịp thứ hai, có bị mạng này. Bắt người còn lại. Không đến từ Thiên Hạo, chúng ta thấy cứ nhìn là mồm thôi. Tập tâm quá tởm. Cứ tưởng là hai ông Immortal này khổ nhưng không. Cuối cùng là họ đang đi hành 8 bạn bên kia. Thì bán hành nhá, hai đều. Em biết cảm giác trận này căng lắm anh ạ, trận này căng cực kỳ luôn á. Anh đang xem này, anh đang để ý, anh đang mệt cuốn quá, anh ngồi xem. Anh không nói gì thì nãy giờ toàn để em nói nhanh thì anh nhá. Thì đấy, đôi lương á. Em nhận tiền mà. Ít đôi lương nhá anh thì anh nhá. Rồi, hơi okay. Nhiều nãy giờ ạ. Là ulti luôn đến Thiên Hạo hay không đây, đẩy vào trong sai. Chụp được rồi, mà tình huống mà vị trí của Thiên Hạo có mấy cái mạng Peron đẩy vào luôn. Tập công kịp. Xây đó thì Eric ấy ngồi. Thì mà Eric cứng rồi, Eric sẽ ngửa. Edith cũng chớ rồi. Edith này cổng hết con đạn rồi, thế hạ rồi. Vâng, 2v5 với cả quân bài Sova thì chắc có lẽ anh chỉ có tôi thôi, Du Mông mới có thể làm được thôi.
Thực sự ngài tin chưa đủ đẳng cấp đấy. Ui, bắn kém bóng ạ, một pha hơi non đấy từ ngài tin. Ô, 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 ôi, ai ông xin chết ạ. Ngài tin có ulti mà, ngài tin ơi, ulti. Không ulti à, vâng, cặp quan không có thời gian đâu. Ui, đừng giữ ulti, đừng giữ. Ui, làm bốn luôn đấy từ ngài tin rồi. Kiểu tên thì không biết, không biết đâu, không biết đâu, không biết đâu. Ui, cao ơi. Phải chat, tại sao mà bạn AFK nhỉ? Đáng ngay. Không, không tin, không tin này, không tin này, không tin này. Không dám bật tab, không dám bật tab đâu. Không tin này. Đã ngay đứt dây đàn cái quả này ạ. Thực sự là ông Siết hơi báo nha. Tình huống này mà Siết còn sống rồi thì nó sẽ căng hơn rất nhiều các bạn ạ. Nó sẽ hấp dẫn hơn rất là nhiều. Vâng, anh em có thể gửi một lời yêu thương đến mẹ của bạn đấy được không ạ? Sẽ cay thật đấy. Mẹ cay thực sự ạ. Đến như là những người làm quyết tâm như mình cũng thấy cay ạ. Vâng. Cần những tình huống trở lại đến từ Siết để khiến cho trận đấu nó trở nên hấp dẫn hơn. Siết ơi, em đang ở đâu? Mất cả mạng luôn này. Không có nick luôn mà. Vâng, tầm này thì chắc phải là gọi bao hồn bảy vía hết có thể xiết về được. Xiết ơi, em đang ở đâu? Trở về đây đi. Những người đồng đội đang rất cần em, xiết ạ. À. 7 người là không thể đủ. Sao lại thấy? Phải là 8 người á, phải con số 8 á. Có một tí gọi là đông đông hơn á. Mà xiết vẫn chưa trả lời, nhưng mà thấy. Nhưng mà tôi nhấc máy, tôi gọi khoảng chục cuộc rồi, xiết không nhấc máy á. Gọi chục cuộc rồi, xiết không... Ôi, không tin hiệu trả lời gì cả. Ulti sẽ chết một thôi, nhưng chết hai được hay không? Từ ulti đến ulti cũng như để clear đi hoàn toàn ở khu vực. Đó chính là Lam nhưng mà chưa để clear Lam được. Sẽ đẩy ra rồi, có ulti. Ui, có một mạng rồi và sẽ hồi được máu rồi. Còn 7 viên đạn bắt buộc phải thay. Đây là ọc ọc. Khẩu bắn nó khá là khó nha. Nhưng Lam có người kia thì đưa về 2 vết 2 rồi. Ngài Tít có cho mình một tiếng ây luôn. 5 cục cho Ngài Tít. Và giờ đó là chiến thắng gọi tên anh em Immortal. Vãi trưởng luôn. Khi mà hôm nay chắc có lẽ rằng đã đi rồi. Vâng. Anh ấy đã đi khi mà tuổi còn đôi mươi. Đó là Sết. Có bao giờ hiện ọp không nhỉ? Không biết là cứ từng có hiện ọp không nhỉ? Ui, hai anh em quẩy kinh nhỉ? Trông vậy hai anh em vẫn quẩy được ấy. Có nghĩa là cover nó quá khéo. Một người là cứ nhìn thẳng mặt, một người cứ nhìn trái thôi. Cứ nhìn trái. Còn hết rồi. Còn hết rồi. Vâng, Sết đã về. Cuối cùng sau khoảng đâu đó 20 cuộc gọi đến từ tôi cũng như cả anh Thiên 96 thì Sết đã nhấc máy. Sết bảo tất cả tránh ra để anh vào lại. Kiểu Sết vào bảo thiếu tao cái bắn như bìu. Bắn như bìu. Bố anh vừa thấy ai không rồi đã 4-2 rồi đây. Và một cái cung đuôi bầu có thể thấy. Ôi cao. Bay lâu vãi cả cứt ạ. Cả cung này. Cả cung này bình thường anh phá luôn. Ui. Và quéo quét được ai cả. Cái điều quan trọng nhất là cái cung này thì các bạn sẽ khả năng quét được người là con số 0. Vì nó bay lên cái thùng bom thì quét được ai nữa. Khó. Ngài Tít là người cầm bom. Bây giờ Ngài Tít mẹ ẩy chỉa ngoài mít thôi là sẽ khó này. Có hàng sẽ có chó thả ra để tích Ngài Tít lại. Ui. Cái tường lờ mau ạ, trời đất ơi. Tường gì đây? Vâng, sau khi Sết quay trở lại, Sết đã để lại được rất nhiều ấn tượng cho những người đồng đội của Sết. Chắc chắn là có những lời yêu thương gửi đến mẹ Sết rồi, dành từ những người đồng đội. Má, quả tường trông cay chứ này. Cái một quả tường nó thực sự là hơi bóp. Ui, giời ơi, quả tường, quả đúng rồi. Thả anh AFK quả tường. Anh không AFK, anh báo cả đồng đội luôn ạ. Ôi sấy kìa, vâng anh vào anh sấy cũng ẩy chìa. Nhưng bây giờ thì khắc nghe Neron làm được này, tôi bảo rồi. Bây giờ Ngài Tít phải class 1 vét 4 làm được hay không. Đến từ Ngài Tít một con chim bóp ra, ui một con chim giữa mồm Ngài Tít, một con chim quá to và dài. Quay thẳng vào mồm Ngài Tít. Và Tít có vẻ sắp gãy rồi. Đây là Tít không xem anh em nhá, nào trong xem nào. Tít làm được hay không đây, ông Kizor đâu rồi, ông Kizor đâu rồi, ông Kizor đâu rồi. Ông Kizor dùng gót anh ơi, dùng con cái gót này vào ấy. Kiểu nói gót con mắt thả rồi. Kiểu này xạo, này xạo. Kiểu rồi dùng con mẹ gót anh em ạ. Vâng, kiểu rồi tìm lấy tôi nhìn thấy ở con mẹ dưới lòng đất. Tôi phải đứng. Anh em cứ bình tĩnh nào, anh em bình tĩnh nào, ngôn từ đừng mất kiểm soát, anh em phải bình tĩnh nhá. Chúng ta xem với một tâm thái là vui là chính. Vâng, cười là chủ yếu thôi, chứ không nên tích sổ ở đây làm gì cả. Không nên blame những tuyển thủ, những người đang chơi. Họ đã làm hết sức mình rồi để có thể đem đến những cái trận đấu nó vui vẻ cũng như là mang đến những tiếng cười cho tất cả các bạn đang xem. Anh em đừng quên để lại một like nhé, để lại một subscribe nha anh em ạ. Ui giời. Vâng, đi chợ tiền hảo, nhưng mà tiếng giặt ngồi là có mình được một mặt rồi. Đặt tâm nó quá là chính xác đi. Tầm này thì khó, thực sự bên kia đang gặp khó. Mà Thiên Hạo đang bắn rất vào tay. Ui, lộ gì kìa Thiên Hạo ơi, giao. Giao hết ai sao ấy, có chút nào ạ. Ui, cuối cùng Thiên Hạo có mình một mạng nữa. Kêu dọa điểm sao ấy nhở? Cứ đéo em hiểu. Cứ xài cái nút gót là cay thật. Mà ở đấy đéo ông nào nhắc ông ấy nhở? Đéo anh nhắc luôn đấy. Đéo biết cái nắp cây hay sao. Cái cổ thực sự ở đây rồi. Crazy đi mất từ chỉ Thiên Hạo rồi. Thì cũng đi về là 1v2 hoàn toàn làm được nha. Kiếm hiện tại cái ngày thì chỉ là 17 HP thôi. Meron
Leon như bật gót thì sao? À tỉnh rồi. Bom rơi, bom rơi. Ui 17 máu ạ. Bố này chúng đá sẽ chim đấy nhở, bố cạnh này đứng hơi lâu ở đây này. Nào, chim. Đây rồi, chim tốt, bắn chúng cũng biết là chết. Ui, đèn cực kỳ bắn đính rồi ạ, nhưng mà yếu quá. 3 năm vẫn đang cực kỳ cao. Ờ nhở, con Zoru rồi nhở. Vừa có Zoru mà. Hình như là bỏ pick hay sao ấy. Đổi thế không nào đây. Cát, toát hết cả họng rồi. Cay vâng, thật anh em không cho ly trà đá, anh em đi blame thì thôi, dội nhá. Lần sau anh em sẽ phải xem đúng là kiểu có hình bằng một tiếng luôn đấy. Ờ, sao nào. Đổi Reyna cũng được, đổi Reyna còn dễ hơn. Tại vì à, như vậy, có... như vậy. Ờ, đổi được anh, đổi được à? Đổi được. Còn Reyna lúc đầu thì em thấy con Zoru mà nhỉ? Con Reyna còn đỡ hơn, tại vì nhiều anh em không bắn Reyna đâu, bắn Zoru thứ đó nhiều, flash khó chịu lắm. Ôi, ngài tít mất đi nửa cây nhá, một tình huống mà tôi cảm giác rằng đổi chắc là lại. Không biết. Ôi giời, hàng về, spy rơi, ping khẩu spy loạn lên nào. Bây giờ tôi khẳng định với anh em luôn, 7 ông kia cùng lao lên cùng một lúc thôi. Thì có mà 7 Reyna cũng đỡ kịp đây rồi, đúng như tôi nói. Là hấp diệm em. Bắt đầu tình yêu, lao lên hết. Cứu ai đây, trời, đéo cứu được. Còn thế nào, bắt đầu cùng rồi, đây là một tình huống mà cùng tàu lá chuối đến từ với chư tít. Cảm giác đút ra và đó và tiếng sấy, vâng, sấy hơi lì. Đây rồi, mạng thứ hai đã có, nhảy cổng không? Quyết định là không nhảy cổng đến từ Thiên Hạo, rất bình tĩnh với Thiên Hạo. Đang muốn có cho mình nốt cái mạng này, nhưng mà người đó là Sova yếu lắm rồi, Sova chỉ còn chấm máu thôi. Đầu súng đang nổ ra và chạy đẹp trai bắn giờ, một tình huống chạy bắn cùng ngài tin ạ, rất tên ngài tin. Đó là tình huống bắn rất rùa chó, đẹp trai bắn giờ. Và đúng kiểu chạy bắn luôn. Một mạng rồi và nó là cái bạn này không đây, như vậy là cộng 5 đều rồi. Sao bạn rất này càng, rất bạn càng. Thiên Hạo để sang cao nhờ. Ừ. Ơi. Thiên Hạo để sang cao nhờ, bắn cái cảm giác tâm nó rung ấy. Cái lúc đầu tiên ấy, khi bắn ấy, anh em thấy rằng bên phía Immortal có lợi thế hơn ấy, là bởi vì bên kia chưa có ulti thôi. Cái lúc bên kia mà có đầy đủ hết ultimate ấy, thì rõ ràng 8 ultimate với cả 2 ulti nó sẽ lợi rất là nhiều. Nên cái phương án back up thì bên phía anh em danh bạc sẽ có nhiều phương án hơn so với cả mấy anh em danh Immortal. Nhưng mà mấy anh em Immortal thì bắt buộc sẽ phải lựa chọn cho mình những cái phương án là phải đi cùng nhau. Chứ không thể tách đoàn được, tại tách đoàn là chết. Đây là nhiều thế này chẳng hạn, tách đoàn là hơi khó này. Vâng, tách đoàn và tí là hữu dụng đến từ Thiên Hạo. Đó, tình huống đó Thiên Hạo đã bị trừ 120 đấy. Ôi, được chết, vâng, ở đây sao là ngài tít. Cường luôn, nhìn là mồm với ngài tít, bắn tay rất to. Một pha vẩy tâm điểm 10 của ngài tít. Vâng, một cái tường lờ mao thực sự ạ. Một cái tường cố tình anh ạ, đây cái tường cố tình nhé. Ô, đi móc, cầm Odin đi móc ạ. Anh soi Sky nha, Sky cầm Odin đi móc anh nha. Không, trên lúc em ơi. Trên lúc à? Đây rồi. 2v4 làm được này. Vâng, vẫn đang đục, thấy địch rồi, lại đục tiếp vào ngày tiếp đục chết được Kira. Nhưng bây giờ thì móc tới nơi, đó là Crazy D. Thiên Hạo chỉ còn cho mình, đó là 48 HP, tôi ăn 2 viên đạn là sẽ làm. Bây giờ bắt buộc phải giết được một người để có thể hồi máu, đây rồi. Dùng cho mình Ultimate. Nhưng bên kia là một khẩu Odin, vâng. Một khẩu Odin đang đứng sẵn đợi địch giạt ra. Kê lại thì Eric rồi. Kê lại nhưng cũng là một pha nhìn là mồm thôi. Đầy máu rồi, vẫn đang tạp. Đến từ Thiên Đạo. Thiên Hạo tạp rất kinh nhá. Những tình huống mà tạp cứ nhìn là mồm đến từ Thiên Hạo. Hết tham rồi. 14 giây, 13 giây, cố lên nào. Hết tham rồi. Phải nhanh hơn, và như vậy là thua Crazy D đến từ Thiên Hạo. Một tình huống mà hơi khó, Thiên Hạo đoán ra rằng ở khu vực tunnel có một người nữa. Nhưng không dám đẩy vào để bắt. Trận này căng em ạ. Thì đến rằng không còn. Lại căng luôn đấy. Chả căng đét anh ơi, cân mà. Quả này dễ lại OT chứ. Thiên Hạo để tâm để xuyên cho cao thật đấy. Lắc phát nào là nghiêng người phát đấy. Úi dồi, chưa bắn 53 máu này rồi. Cục rầu. Chưa chi nó mất 43 máu rồi, còn 53 máu này là cục rầu. Vâng, Thiên Hạo nào bắt được ai không? Đấy có mình cái mạng của Bierman rồi. Đổi xăm của Vandal khác, ngài tít thì đang rất yếu, ngài tít chỉ có 50 máu thôi. Và ngài tít không có kỹ năng để hồi máu. Ăn 2 viên đạn là sẽ nằm. Nhưng mà chơi cái này sao không dùng Sky nhỉ? Có Sky phải ngon không nhỉ? Cầm Sova hơi bất lợi ấy. Có Sky là vừa hồi máu được cho nhá, xong rồi bắt đầu có chó, có hai chim nữa, còn nhiều hơn có Sova. Có Sova này bất lợi lắm. Có ai vào đâu. Nhưng có thể là ngài tít thích dùng cung thay vì là chúng ta dùng chim. Vâng.
Ui dồi đấy. Khó rồi, biết ạ. Ôi mà. Ôi ôi, hai khẩu ốp. Vâng, hai khẩu ốp chiến thuật đã được đưa ra đến từ anh em danh bạc là bố mày bắn hết ốp. Hai khẩu ốp thì kiểu gì? Bắn như nó cũng phải dính một viên. Thế được anh em tự tưởng tượng khoảng tầm 8 ông, khoảng tầm một đội quân đây là đây là một đội quân nguyên đẩy vào trong sai. Bên kia thì có hai bé Reyna với cả bé Sova ngọt nước. Chỉ biết nằm dạng háng thôi, chỉ biết hứng thôi. Vâng, đỡ kiểu gì đây? Vâng, thủ công đã khó rồi, thủ khó hơn cơ. Công thì địch đợi mình, thủ thì mình phải tự động một tìm. Ôi, buồn buồn quá này. Tầm năm luôn đến thì mình chỉ có tiền ảo, mà tìm bắn rất tẩu với tiền ảo. Cứ nhìn là mồm thôi. Giạt ra bọn đó là mạng thứ 6 tiền ảo, liệu có phải là một tình huống gọi là bắt cứu hay không đây? Bắt ta cứu. Ui, không được rồi, nó chỉ là vào hack ta cứu thôi. Mình kia chắc bất ngờ lắm, sao tự dưng khẩu vào pistol này súng lại to này. Anh thật nhá, tầm này ấy mà để pistol hai bạn này cầm pistol ấy chỉ có chết thôi. Tám ông cầm pistol dí vào mặt. Là thế anh, khó. Anh là phải sắm 52 khẩu van đồ. Đồng ý kỹ thực sự như này. Một đoàn tàu tình yêu đây, một đoàn tàu tình yêu. Nào anh em ta cùng nhau xông pha để đợi. Ui ôi, trời ơi, ngài thích làm đôi rồi. Chu vâng, thế đạn ọc vang lên. Cái khẩu ọc này bắn thực sự nghe hơi khó chịu thực. Nào. Chính góc các thứ đều đang rất chuẩn chỉ. Cái quả 2v4 này chắc có lẽ đang sẽ đi thôi. Vâng, nết trả vào, mọi thứ đều đang khá là bài vở đến từ mấy anh em danh bạc. Đứng sẵn ở vị trí rồi. Phá rồi. Lúc mà địch phá phát là ra bắn luôn à. Cũng gọi là thế giới đấy. Ui, Ron lại check cẩn thận luôn này. Check đi check lại, vâng, check phải check kỹ luôn. Nhưng mà không biết này. Ôi trời ơi, đông hồ. Ồ, biết con người đuổi sau mình rồi. Ôi trời ơi, một tình huống bỏ trước mặt sau rất là hay. Vâng, thả con sắt mất cà rồi. Thì bây giờ anh bạc, thấy bố mày có thể to nhưng não bố mày to lắm. Một ông để TV cái là dụ được radar chạy ạ. Chiến thuật thực sự luôn. Bây giờ 4 quay 1 này, thậm chí nhá, bây giờ ở trong khu vực ham nhá, có một khẩu van đồ nữa. Thế là có rất ra có súng to rồi, đã có súng to đến từ mấy anh em danh bạc rồi. Trốn kỹ thế, vừa mấy ông này trốn góc này. Và tính toàn não to thực sự luôn á, về radar khó này. Radar trích từng góc một nên là khoai, thời gian để trôi đi. Radar thấy được cái lưng rồi, mà tình huống kia ra hơi tò mò một vòng. Bây giờ thì cái con này thì không biết được. Bắn lỗi. Pha đó không phải công nhận rằng đấy là một tình huống mà lừa rất hay đến từ mấy em danh bạc. Đúng kiểu là tay tôi thì không bằng bạn nhưng mà não thì có thể hơn đấy. Một tình huống mà fake rất là hay luôn. Thấy... Ôi đéo quét được ai. Đang xem cung. Ám máu. Ui một cái tường này, một cái tường thế giới này, một cái tường mà thực sự lại biết chơi đấy từ sếp nhá. Sếp đóng cửa luôn. Cái gì? Bạn này có vấn đề về tai à? Lại bị điếc. Thôi xong rồi, một ông yếu phải đi ra đi chứ. Bây giờ bắt đụng thế nào phải bắn được. Ngài Tít vẫn đổi được một con, mặc dù còn 8 máu này. Một cái xúc đạc cùng chúng, Ngài Tít làm được đôi này. Và Ngài Tít có chuẩn bị cái mạng thứ hai không đây? Đấy, đẩy vào trong tay. Ui giời, bay với cả bổng mà cuối cùng để thua. Thực sự cái ông Grim tình huống nó thép thật anh ạ. Đúng như kiểu là tâm bất biến rồi, vận nhiệt quan tâm luôn, phá. Quan tâm địch ở đâu. Phá tường là không quay lại nhá, lúc đang phá tường không quay lại luôn. Lạnh lùng boy thực sự mà. Chắc nghĩ là có Reyna đấy, bảo nó đi ra là tao kê rồi nhá, yên tâm nhá. Đúng rồi, nhưng cuối cùng đều ai kê được cả. Thực sự là buồn á. Ui, cái quả đi bát này hay này. Quả đi bát thực sự là hay đến thiên hạo này. Thiên hạo có cho mình một mạng rồi, nhặt thêm cái orb này sẽ có ultimate. Hợp lý, bật ulti luôn. Phải bật ulti thì huống này. Ui, dùng ulti kìa. Chạy đi đâu, nhảy cổng. Tìm đi nhảy dây ạ. Mấy ông danh bạc cái lead thực sự. Ôi giời ơi, sấp đôi luôn. Vâng, một hàng tổng hợp đến từ tiền ảo. 3 cái bồn của Ngài Tít. Tốc đạt chết được 1-1 thì cũng được 2v3 dễ quá rồi. Con này thì quá dễ rồi. Vâng, con này thì quá dễ rồi, chúng ta phải nói gì nữa. 2v2 thì gần như cái cửa thua là quá tốc rồi. Cứ nhìn là mồm, mấy anh Imoto tay vượt chỗ rất là nhiều mà. Với bà Imoto bắn vãi liều này. Vâng, cái khẩu sọc này đứng tầm gần thôi thì địch có thể như cái tổ ong đứng tầm xa này thì thôi. Người mình như cái tổ ong cho địch bắn là... Em đến quả ultimate của số 3, em đứng... Em chứ nhảy dây mà anh, đúng kiểu chứ nhảy dây luôn mà. Hai ông đứng nhảy dây, ông buồn cười mà anh cứ kiểu giạt với nhau ấy. Ôi kiểu bị dính với nhau, trông hài thực sự ạ. Được rồi, đến trận đấu nào. Ui
vàng. Ôi, muốn đúng kiểu là điểm danh đếm số bắt mấy thằng sinh liệu muộn luôn. Tôi xong rồi. Ọc. Ui, ngắn cây tay to thực sự, ngày tí ngay tí làm được nhá. Ngày tí em nghĩ rằng có một tình huống A class đấy. Bây giờ ngày tí phải nhảy cổng thôi. Ui dồi ôi, quay. Ui, bố mày nhiều quá. Đổ. Rồi, ọc. Ôi, điểm danh cái này hỏng rồi, điểm danh kiểu gì ơi, điểm danh 3 người không về, có mặt tiếp à? Tham làm quá, Hãy nhớ rằng team địch có 8, chúng ta chỉ có 2 thôi. Vâng, hai người phải nương tựa nhau và sống. Bây giờ phải ghép nhau rồi, có vẻ như đã có một chút giận dỗi rồi. Đường ông đi, đường tôi đi rồi. Nhớ có tên kích gì nữa rồi. Một mình tôi cần hết. Có một chút giận nứt tình cảm giữa Sova cũng như là cả với Tirana. Tôi nghĩ là cần một chút dầu ăn đấy, để có thể hai bên có thể gắn kết lại. Nó trơn hơn, nó hài hòa hơn. Nhịp nhàng hơn, đừng đi một mình thế này, buồn lắm. Reyna có cái gì để có thể lấy thông tin đâu. Bây giờ thì chim bóp giữa mồm Reyna. Tầm này ọc rồi. Chim giữa mồm biết ọc thôi. Ui, mày gì đấy, mày thì không biết là mày này đang ui, hay là đang trực thăng nữa. Mà ngày tiết đổi được có đúng một mạng, quá đông. Con Sova cái tỷ lệ cái khả năng mà chống rớt nó thực sự là khó. Ý là có Sky, có Flash ném ra thì may ra còn bắn được chứ. Sova hơi khó. Giá như con Sky mà đẹp hay không, Neron nghe tiếng không? Chó. Ui. Vẫn được ulti luôn. Phải ulti luôn đến từ vị trí thiên hạ. Gần có địch, nhạt ra. Đó là một mạng thiên hạ và đó là hai mồm thiên hạ. Vâng, cứ nhìn là mồm thôi, chúng ta thấy rất là to. Bắt bóng này, ulti này. Cực kỳ thế giới rồi, sợ. Bây giờ thực sự là khó một vết ba. Có một, bắt bóng tiếp, đẩy vào sai. Còn mù, ui, bị bắn lỗi, may chưa kìa. Đây rồi, ui, gì chưa. Cứ như kiểu, thì anh cất tất lại. Chơi game. Trời đất ơi, game bảo xung đột đây, triệu tử thiếu chúa đây. Triệu tử thiếu chúa. Vâng, trêu đùa với cảm xúc của team bạn ạ. Trời đất ơi. Phải, good em ơi. Khi dạo bom sai B đến từ Reyna, chắc chắn rồi phải có một caption dành cho Reyna, một lời khen Reyna, một pha xử lý 10 điểm. Cứu lại hết tất cả những sai lầm của Sova. Một vét 7 đến từ thiên hạo. Mặc dù bên kia biết là anh em hơi lệch danh nhưng mà rõ ràng một vét 7 nó không hề dễ một chút nào cả. Đây rồi. Thiên hạo đang rất bay. Mạnh anh đang cứng, anh ấy đang rất là cứng luôn, tụi mày cứng lắm rồi. Ôi dồi, khéo giết được 9 này. Lại cứng, giết 9 luôn. Ôi dồi, nhồi. Vâng, Methina mà chết cái thôi là ui, một cái bức tường đặt ra và đặt được cái op này là ulti, lại chơi được. Đâu, chưa. Ôi, ngài tít giết được một người là chơi được. Mấy anh em vẫn còn nằm. Vẫn phải về A. Ui. Đấy, có cho Sova bò bê rồi, Sova vào trước. Lộ tiếng. Đây rồi, hàng về. Cung đẹp quá, em ơi, quả cung đẹp. Ôi, quả cung của Sova đẹp, thật sự luôn đấy. Phải nói rằng là ngày tít này chưa có Sova mắc bài này, công nhận là nghệ. Ôi, như bà. Không, biết là móc. Biết rồi. Đặt tâm này vào mồm rồi. Ui, ông kia tâm dung ạ, vâng, ông kia tay ơi, gọi là Kamazung một tí nhá. Ông Crazy U kia tay hơi bị Kamazung. Một tình huống đó mà như chuẩn là vào mồm ấy, đặt tâm rất là tốt rồi, bắn hơi biếu biếu thôi. Sao bạn này đi đâu đấy? Tách ra bắt người, cuối cùng không được. Và ơi, cho mình chứng ngày tít và tỷ số là 9-10, rất là căng. Bên kia thì mấy anh em bạc tầm này cũng kiểu phải cần mấy cái viên Powerbone á. Khi mà bên này thì Reyna máy chóng hết cả mặt. Họ đang bắn quá cháy, phải nói thực sự là mấy anh em dành Immortal đang làm những cái điều không tưởng. Đây, thiên hạo bắt được Crazy D rồi. Crazy D đã rộng. Thiên hạo sẽ quay về và thiên hạo có một ultimate, thiên hạo rất tự tin, có cái mạng thứ hai, thiên hạo hoàn toàn có thể bắt cái bóng này và ném cho mình cái ulti của đối thủ. Ôi, cái tít táp kìa, cái tít táp thực sự là mượt mà, cho mình được tôi nháy rồi. Ultimate này sử dụng thiên hạo nằm xuống, tôi cần cứu có mạng đến từ ngày tít vẫn chưa thể co cho mình thêm cái mạng nào nữa cả. Một vết 449 HP làm được hay không đây, biết rằng trong tay có một chụp được người đó nhưng mắt có người nhà của nó có một mạng cho ngày tít này để làm được. Trời ơi, có dẹp với cả chết yếu lắm rồi, thiếu đi cho mình một chút may mắn đến từ vị trí của ngài tít. Quan trọng bây giờ là có thắng được hay không thôi. Thiên hạo làm sao mà thiên hạo, ui bị cho cắn bạc rồi, nhịp tôi kiếm chưa không đây, có cứ tỉnh được rồi, có mù đây rồi, có mạng thứ hai. Ôi, tôi này phải lùi rồi, địch ulti nè chết cả. Vâng, ulti cho có và đây ngài tít bắn rất là kinh. Bây giờ thiên hạo đã chết rồi, 1v3 được 1v2 cái kia có ốp.
bắn xịt ốp liên tục đến từ vị trí của Dẹt. Còn ngài Tít biết được bắt thôi. Không, cái timing này lúc nào cái bạn ở Reyna đi móc nhiều quá. Reyna đi móc nhiều quá, rồi. Em hiểu. Nhảy cổng, nhảy cổng biết rằng đối phương về khu vực bom dài à. Reyna đi móc nhiều quá. Mà nếu ông kia là chỉ cần cái timing này cứ để quay lại một tí ấy. Ủa, cái dây cung nào. Cung này đéo quét được cái gì rồi. Cung này nó dạo đồ. Ôi trời ơi. Làm cho con bò, làm cho con bò. Ôi Reyna từ nãy giờ móc liên tục mà. Cứ móc, móc thành thói quen ấy. Mấy ông kia kiểu gì cũng phải check lại. Người sẽ kê lại thôi. Không thể móc mãi được. Một trận thi đấu mà tôi đang cảm thấy được rằng cái độ căng của nó còn hơn cả trận chung kết giữa Public EG luôn. Bạn ấy biết kia là 8 ông EG. Vâng, 2v8. Bạn ấy biết nhiều vết đấy nhở. Ông này biết rất nhiều layup luôn. Đây là cung để check A nhưng mà cung này thì hơi muộn. Vâng, cung hơi muộn, cung về sau. Đồng vãi. Đồng thực sự mà. Đồng vãi. Áo bông cùng nhau vào. Ôi, kéo hưu cho vị trí của Đeo. Đeo đi. Không hưu luôn. Đeo hưu đi. Không hưu luôn. Vâng, Đeo hưu luôn ạ. Kiệt thực sự ạ. Ôi, Thang Minh. Ôi, may thực sự đi mà có ngày thích power. Chiều cuối được sử dụng rồi. Vẫn đang bắn. Bắn đấy có mạnh ở cùng mà Đeo chết 2. Đẩy ngược ra một cầu ma sô, đừng bắn cương với cả một cầu bản đồ là thực sự một cái sai lầm. Ai Việt Nam bắt buộc phải nhanh hơn, đang check góc nhưng mà địch không ra, địch trốn à, trời đất ơi, mấy ông phạt chen thực sự. Đây rồi, có chung như một mạng rồi, một cái chiến thuật mà đang mua lương từ cái chiến thắng. Hết đạn, có đen và có dao. Không, thì quẩy được hay không, thấy vẫn đang nhảy, vâng, vẫn đang cua. Quả đấy là mẹ là không kịp bạc. Tại vì mấy ông kia Giác. 8 ông vào sai ạ. Mấy anh em danh bạc đang chơi đúng theo kiểu là dưới bố cất đấy. Hơi thử một tí các bạn ấy mà đúng kiểu dưới bố cất luôn ạ. Đông đéo chịu được ạ. 8 người cùng vào một sai, đặt bom chạy ra hết ngoài. Vâng, dùng ulti để có thể. Còn không ấy nhá, còn không đi ra bắn nhau cơ. Kiểu cứ chặn vào đấy bảo trốn. Phải như thế đấy nghĩa. Vâng, bạn bắt bầu rồi bầu cướp rồi. Anh sẽ cắm tổng, anh sẽ cho quả cắm tổng. Ôi giời ơi, anh em nhìn xem này. Vâng, có quá nhiều người, vâng, quá đông có nguy hiểm. Như thế thấy không ạ? Mặc dù bố mẹ yếu nhưng anh em tao đông. Đấy là những gì mà Reyna nói. Vâng. Chứ thật gọi là rồi bầu cướp rồi. Rồi bầu cướp mà. Súng lại lần nữa. Hai cái tư thế đấy. Hai cái tư thế đấy loạn. Cái chết đấy rồi. Đây rồi hàng về. Một cái ulti để có thể dễ đám đông. Để cố gắng thôi nhưng bây giờ mắt ăn không thế nào rồi. Một bên đông dành cho vị trí của ngài Tít đang đợi hay không. Ngài Tít đợi bóng một. Bất kinh đến ngài Tít. Cùng quét ra lộ ngài Tít đứng đâu rồi. Và đang từ phương tam hướng ngài Tít có cái mạng thứ 2 và ngài Tít cần cái mạng thứ 3. Nó mạng thứ 3 đã đến rồi nhưng không thể thắng được. Obi-Cody vào đó 13-10 cho anh em đánh bạc. Số 2 là cuối cùng 8 là người đã chiến thắng chứ không phải là 2 player mà tổ. Xem hấp dẫn nhờ nghĩa nhờ, kiểu sẽ bị cuốn đấy. Mê. Ê, có gì anh rủ khoảng 2 ông Raiden vào xong rồi bắn mấy ông đồng, mấy ông bạc nhờ. Ông vàng anh em một căng. Vâng, anh em thấy hay đừng quên để lại một like như để lại một subscribe cho kênh của anh Thìn Sói anh em nhá. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way.